Những năm 80, 90 của thế kỷ trước chính là thời hoàng kim cho ngành điện ảnh xứ Cảng Thơm. Đây cũng chính là thời kỳ vàng son của các mỹ nhân Hồng Kông tài sắc vẹn toàn. Hơn 30 năm sau, các vẻ đẹp thuần khiết không qua thẩm mỹ này vẫn làm biết bao con tim thổn thức. Dẫu chuẩn mực của cái đẹp có thay đổi theo thời gian như thế nào, thập niên 80 đến 90 chắc chắn sẽ mãi là mốc son, sản sinh ra vô số những mỹ nhân Hồng Kông làm lay động lòng người. Ngày hôm nay, hãy cùng Tuti Hint điểm qua những mỹ nhân sắc nước hương trời của thập niên 80-90 nhé! 1. Lý Gia Hân. Mỹ nhân Hồng Kông Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Với lợi thế nhan sắc của mình, người đẹp nhanh chóng nổi lên từ các vai diễn nổi tiếng như Thiện Nữ U Hồn 1990, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đồng Phương Bất Bại 1991, Đọa Lạc Thiên Sứ 1995. Tuy khả năng diễn xuất không được đánh giá cao, mỹ nhân vẫn khiến bao chàng trai phải say mê ngắm nhìn nhờ vào vẻ đẹp không tí vết của mình. Nàng là một trong tứ đại mỹ nhân của làng điện ảnh Cảng Thơm và được mệnh danh là Hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất mọi thời đại. Hiện nay, Lý Gia Hân đã xa rời màn ảnh nhỏ và đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng là tỷ phú Hứa Tấn Hanh. 2. Quan Chi Lâm. Sinh năm 1962, Quan Chi Lâm chính là một trong tứ đại mỹ nhân Hồng Kông lúc bấy giờ. Người đẹp được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Thập Tam Muội đóng cùng Lý Liên Kiệt trong bộ phim nổi tiếng về cuộc đời siêu sao võ thuật Hoàng Phi Hồng. Quan Chi Lâm thể hiện mong muốn được diễn xuất từ rất sớm và nhanh chóng tiếp nối nghiệp diễn của cha mẹ, vốn cũng là những diễn viên có tên tuổi. Với nhan sắc mặn mà, cùng lối diễn xuất cuốn hút đã giúp Quan Chi Lâm dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim tại Hồng Kông. Chính tài tử Lưu Đức Hoa cùng từng thừa nhận rằng anh bị thổn thức bởi vẻ đẹp của nàng. Tuy tài sắc vẹn toàn, nữ diễn viên này lại có đời sống tình cảm vô cùng trắc trở. Dù thế, Quan Chi Lâm vẫn là doanh nhân vô cùng thành đạt và có quyền lực ở thời điểm hiện tại. 3. Chu Ân. Mỹ nhân Hồng Kông sinh năm 1971 này từng là nàng thơ trong các bộ phim của Châu Tinh Trì và đồng thời cũng là tình cũ của Tinh Gia. Cô được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Trường Học Uy Long, Đại Thoại Tây Du. Khác với các đồng nghiệp của mình, vẻ đẹp của Chu Ân được đánh giá là vượt thời gian lúc bấy giờ. Không nhẹ nhàng bay bổng hay sắc sảo mặn mà, ở nàng luôn toát lên vẻ đẹp hiện đại và tươi trẻ, đôi khi còn tinh nghịch, dí dỏm. Trải qua bao thăng trầm trong chuyện tình cảm, nàng hiện đã là một người mẹ hiền vợ đảm, vô cùng hạnh phúc ở tuổi tứ tuần. Tuy không còn hoạt động nhiều trong ngành giải trí, nhưng thi thoảng ta vẫn có thể bắt gặp nàng tại những sự kiện nhỏ theo lời mời của đồng nghiệp. 4. Ôn Bích Hà. Ôn Bích Hà xuất hiện đã thay đổi định nghĩa hai chữ gợi cảm của người dân xứ Cảng Thơm. Vẫn quyến rũ nhưng rất thoát tục, mỹ nhân Hồng Kông này từng một thời làm mê mệt biết bao con tim qua vai diễn Đắc Kỷ Trụ Vương của mình. Về đời tư, nàng và doanh nhân Hà Tổ Quang từng được bình chọn là cặp đôi lý tưởng nhất của Hồng Kông. Sau 18 năm chung sống, dù từng có những vướng mắc dẫn đến ly thân, cuộc sống của cặp đôi này vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Hai người hiện đã có một đứa con nuôi và thường xuyên chia sẻ cả ba cùng đi du lịch, khám phá. Ôn Bích Hà cũng vừa bật mí sẽ trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng trong bộ phim Những Cánh Hoa Rơi do nàng thủ vai chính. 5. Vương Tổ Hiền. Ở thời kỳ đỉnh cao, nhan sắc của Vương Tổ Hiền thật sự khó có ai bì kịp. Mỹ nhân Hồng Kông này sở hữu nét đẹp mong manh, liêu trai, cực kỳ cuốn hút. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của người đẹp cũng vô cùng ấn tượng với loạt vai diễn để đời như Thiện Nữ U Hồn, Thanh Xà Bạch Xà, Đồng Phương Bất Bại. Cho đến tận bây giờ, vẻ đẹp thanh tú của ngọc nữ Hồng Kông này vẫn còn khiến nhiều người phải ngơ ngẩn. Gần đây, cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp của nữ diễn viên lại thêm một phen dậy sóng khi phát hiện ra tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc ốm nặng của nàng. Ngay lập tức, bức ảnh nhanh chóng gây sốt trên khắp các mạng xã hội lớn nhỏ bởi nhan sắc đẹp đến choáng ngợp, bất chấp cả lúc mệt mỏi nhất của người đẹp. Thậm chí, Trang Quy Quy đã phải dùng từ tiên nữ bị ốm để miêu tả vẻ đẹp sắc nước hương trời đó. 6. Trương Mẫn. Trương Mẫn sinh năm 1968 ở Thượng Hải. Từ nhỏ cô đã theo ba mẹ di cư đến Hồng Kông. Sở hữu nhan sắc nổi bật, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô lọt vào mắt xanh của vợ chồng ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường và được tuyển thẳng vào công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh danh tiếng. Sự nghiệp nghệ thuật chính thức mở ra với cô gái 18 tuổi. Chỉ trong 8 năm gia nhập làng giải trí, từ 1987-1995, Trương Mẫn đã có trong tay hơn 80 vai diễn trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh.
Trong đó, đáng chú ý nhất là 12 bộ phim hợp tác với vua Hài Châu Tinh Trì như Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Lộc Đỉnh Ký, Trường Học Uy Long, Thần Bài. 7. Lý Nhược Đồng. Cơ duyên diễn xuất của Lý Nhược Đồng đến rất bất ngờ khi nàng đang là tiếp viên hàng không. Trúng tuyển vào một đoạn phim ngắn, nàng chính thức bước chân vào ngành giải trí năm 1990. Bước ngoặt sự nghiệp chỉ đến với Lý Nhược Đồng khi cô đóng vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ và Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Với vẻ đẹp thanh thoát đậm chất cổ trang của mình, nàng được nhiều khán giả yêu mến đặt cho biệt danh Thần Tiên Tỷ Tỷ. Sau biến cố lớn năm 2008, người đẹp có phần lui về phía sau hậu trường. Hiện tại, mỹ nhân này chỉ còn xuất hiện dưới những vai nhỏ, hóa thân thành phụ nữ trung niên. 8. Lam Khiết Anh. Cuộc đời của Lam Khiết Anh chắc chỉ có thể diễn đạt vỏn vẹn qua câu Hồng Nhây Si Bạc Mệnh. Được mệnh danh là mỹ nhân ngũ đài sơn, vẻ đẹp trong sáng, đài các của người đẹp có thể khiến người ta thổn thức ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nàng còn là tình trong mộng một thời của nhiều tài tử nổi tiếng như Lương Triều Vĩ, Châu Tinh Trì. Sau khi tham gia Đại Thoại Tây Du, truyền thông Trung Quốc yêu mến gọi nàng là nhện tinh đẹp nhất mọi thời đại. Đáng buồn thay, cuộc đời của mỹ nhân Hồng Kông này lại trượt dài ngay sau đó. Cú sốc tinh thần quá lớn về người bạn trai tự vẫn khiến người đẹp gần như phát điên, lúc nào cũng trong tình trạng nửa tình nửa mê. Nàng sống cô độc và túng thiếu vào những năm cuối đời. Đến tận bây giờ, người hâm mộ trên khắp thế giới vẫn còn tiếc mãi về người đẹp đa tài nhưng đoản mệnh. 9. Khương Thục Trinh. Người đẹp gia nhập làng điện ảnh với tiền đề là top 12 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông lúc bấy giờ. Lần đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, Khương Thục Trinh lựa chọn cho mình hình tượng thục nữ thuần khiết. Sau một thời gian dài không nổi bật, đến năm 1992, nàng chính thức sẽ hướng sang dòng phim người lớn. Với lợi thế là thân hình gợi cảm, nóng bỏng, người đẹp nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công vang dội. Với những tác phẩm như Sát Thủ Lõa Thể, Phố Đèn Đỏ, Kỳ Án Hồng Kông, từ đó, Khương Thục Trinh đã trở thành nữ thần phim người lớn, nổi danh bậc nhất lúc bấy giờ. Mỹ nhân hiện tại cũng đã giải nghệ và tập trung vun vén cho gia đình, hỗ trợ chồng là đại gia Thẩm Gia Vĩ kinh doanh. 10. Quan Vịnh Hà. Quan Vịnh Hà cũng là một trong số ít những người mang vẻ đẹp khác lạ so với các mỹ nhân khác cùng thời. Vốn chỉ là một nhân viên công sở bình thường, nhưng nàng nhanh chóng bén duyên với nghiệp diễn xuất thông qua một vai nhỏ trong phóng sự ngắn. Năm 1993, Quan Vịnh Hà chính thức đầu quân về TVB, mở ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Nét đẹp duyên dáng tự nhiên cùng lối diễn hài tương tự chính là điểm làm nên sự khác biệt của mỹ nhân Hồng Kông này. 11. Trương Mạn Ngọc. Trương Mạn Ngọc sinh ngày 20 tháng 9 năm 1964, là người Hồng Kông gốc Thượng Hải. Cô là một trong những nữ diễn viên xuất sắc và thành công nhất trong thập niên 80-90 của nền điện ảnh Hồng Kông. Có thể nói, trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, Mạn Ngọc là nữ diễn viên có nhiều thành tích cao nhất, khi cô đem về cho mình 5 lần giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, 4 lần giải Kim Mã Đài Loan dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 12. Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng hàng đầu ở Đài Loan và Hồng Kông trong những năm 80. Vẻ đẹp thanh tú, đôi mày rậm, vầng trán cao, đôi mắt lấp lánh, cùng với khí chất sang trọng đầy tính nghệ sĩ, cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý mỗi khi ra ngoài. Khi mới 17, trong một dịp tình cờ, đạo diễn Tống Tân Thọ đã phát hiện ra dáng vẻ xuất chúng của cô và mời cô ký hợp đồng đóng phim Song Ngoại năm 1973 của Quỳnh Giao. Đầu những năm 80, tên tuổi của cô đã gắn liền với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Cổn Cổn Hồng Trần 1990, Đông Phương Bất Bại 1991, Lộc Đỉnh Ký 2 năm 1992, Đông Tà Tây Độc, Trùng Khánh Sâm và Lâm Thiên Long Bát Bộ cùng năm 1994. Các tác phẩm trên đã đem lại vô số giải đề cử cho cô như vai nữ chính xuất sắc nhất giải Kim Mã. 13. Viên Vịnh Nghi. Viên Vịnh Nghi gia nhập làng giải trí Hồng Kông với Vương Miện Hoa hậu năm 1990. Nàng ngay sau đó đã được mời đầu quân làm diễn viên của hãng TVB. Với sắc nước hương trời và tài năng diễn xuất thiên phú, người đẹp nhanh chóng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp của mình. Nổi bật nhất có lẽ phải kể đến giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 2 năm liên tiếp, đó là 1994 và 1995. Nàng cũng là một trong số những mỹ nhân Hồng Kông hiếm hoi có cuộc sống êm đềm hiện tại. Viên Vịnh Nghi và tài tử Trương Chí Lâm yêu nhau từ năm 1993, sau lần hợp tác trong tác phẩm Biên Thành Lãng Tử. Sau 18 năm chính thức danh chính ngôn thuận, cả hai hiện đã có với nhau cậu con trai Mộ Đồng. Cặp đôi được xem là vợ chồng mẫu mực của làng giải trí Hoa ngữ. 14. Châu Hải My. Cũng xuất thân từ lò đào tạo,
Hoa hậu Hồng Kông, Châu Hải My nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Nét đẹp thanh tú của người đẹp được đánh giá là đậm chất Á Đông, phù hợp đóng phim cổ trang lẫn hiện đại. Một số tác phẩm nổi tiếng của nàng gồm Ỷ Thiến Đồ Long Ký, Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Mối Tình Nồng Thắm. Nhờ nhan sắc ngọt ngào cũng lối diễn xuất tự nhiên, Châu Hải My nhanh chóng vươn lên hàng ngũ hoa đán của điện ảnh Càng Thơm. Không những vậy, người đẹp còn thừa thắng xông lên phát triển sự nghiệp của mình ở Trung Quốc đại lục, đặc biệt là vai diễn Dương Thục Phi trong tác phẩm Võ Mị Nương năm 2014. 15. Từ Nhược Tuyên. Xuất thân từ gia cảnh khó nghèo, Từ Nhược Tuyên đã phải đi kiếm tiền từ rất sớm. Với ngoại hình xinh xắn, cô đã cố gắng tham gia vào ngành giải trí nhưng không thành công. Cuối cùng, cô đành bước chân vào con đường chụp ảnh khỏa thân và đóng phim cấp 3. Từ Nhược Tuyên khi đó sở hữu vẻ đẹp vừa trong trẻo lại vừa gợi tình, lại ngây thơ như ánh nắng sớm mai. Nàng nhanh chóng được giao các vai chính khoe da thịt trong các bộ phim như Trái Tim Thiên Sứ, Thần Vệ Nữ. Mỹ nhân Hồng Kông này cũng đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Những tưởng cuối cùng rồi cũng tìm được hạnh phúc, năm 2015 công ty của chồng người đẹp tuyên bố đứng trước nguy cơ phá sản. Từ Nhược Tuyên ngay sau đó phải quay trở lại làng giải trí và nhận lời tham gia nhiều sự kiện để có tiền trả nợ cho chồng. 16. Trương Bá Chi. Người đẹp được mệnh danh là đệ nhất ngọc nữ Hồng Kông khi chỉ mới vừa gia nhập showbiz năm 18 tuổi. Vào thời kỳ đỉnh cao, người hâm mộ còn ưu ái gọi nàng là quốc bảo nhan sắc xứ Càng Thơm. Gương mặt bầu bĩnh, má lùng đồng tiền, cùng khí chất sáng trong, vẻ đẹp lúc bấy giờ của Trương Bá Chi thật không bút nào tả xiết. Lối diễn xuất đáng yêu cũng góp phần giúp nàng nổi tiếng từ rất sớm, với các bộ phim như Vua Hài Kịch, Không Quên Được, Tinh Nguyện. Đang trên đỉnh cao của hào quang của danh vọng và tưởng chừng có cuộc sống viên mãn cùng Tạ Đình Phong, thì Bá Chi mất tất cả vì trở thành một trong những nhân vật chính trong xì căng đan tình dục với Trần Quán Hy. Năm 2012, nữ diễn viên tuyên bố ly hôn Tạ Đình Phong. Thay vì khóc than cho cuộc tình 6 năm, người đẹp hiện tại chọn cuộc sống an nhiên cùng ba con nhỏ. Nàng một mực giữ im lặng về cuộc sống tình cảm của mình, mặc kệ bao lời đồn đoán. 17. Lê Tư. Nhắc đến Lê Tư, người ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến danh hiệu đệ nhất mỹ nhân TVB. Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật lâu đời, người đẹp nhanh chóng gia nhập showbiz Càng Thơm khi chỉ mới vừa tròn 14. Tên tuổi của nàng gắn liền với những bộ phim như Ý Thiên Đồ Long Ký, Lò Võ Thiếu Lâm, Thâm Cung Nội Chiến. Đây cũng chính là khoảng thời gian hoàng kim nhất của hãng phim TVB. Người đẹp sở hữu gương mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi má lúm đồng tiền, cùng làn da mịn màng, gợi cảm. Có lẽ, thật không hoa khi nói rằng, Lê Tư chính là một trong những mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời bậc nhất trong thập niên 80-90. Trương Bá Chi tuy nổi tiếng xinh đẹp nhưng cũng từng phải nhún nhường, ở Hồng Kông này, tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi. Hiện tại, nàng đã rút lui khỏi ngành giải trí và chuyên tâm phát triển công việc kinh doanh spa của mình. 18. Lý Lệ Chân. Lý Lệ Chân sinh năm 1966 tại Hồng Kông, cô là một trong số ít những minh tinh có tài diễn xuất, sẵn sàng tham gia đóng phim cấp 3 trong thập niên 90, bên cạnh nhiều tên tuổi như Khâu Thục Trinh, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử My. Gia nhập làng giải trí qua một đoạn clip quảng cáo khi mới 14 tuổi, Lý Lệ Chân nhanh chóng có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Con Ma Vui Vẻ chỉ 3 năm sau đó. Năm 1992, người đẹp có vai diễn để đời, Phương Đình trong bộ phim Đại Thời Đại. Thành công vang dội của bộ phim đã đưa tên tuổi Lý Lệ Chân sáng ngang hàng những chị cả đài TVB. Sau những vai diễn trong sáng, dễ thương, Lý Lệ Chân quyết định chuyển đổi hình tượng khi tham gia nhiều bộ phim 18 cộng như Cát 3, Sex and Gen 2 1996 và Crazy Love 1993. 19. Thái Thiếu Phân. Đăng quan Á hậu 2 Hồng Kông khi chỉ mới 18 tuổi, Thái Thiếu Phân nhanh chóng gia nhập showbiz ngay sau đó. Mỹ nhân Hồng Kông nhanh chóng chinh phục trái tim của người hâm mộ bằng những vai diễn như Bàn Tay Nhân Ái, Thám Tử Lừng Danh, Bão Cát. Nàng cũng là một trong tứ đại hoa đán, danh hiệu được dành tặng cho các nữ diễn viên được yêu thích nhất của TVB thập niên 1990-2000. Tuy nhiên, cũng chính vì sắc đẹp này mà đã khiến người đẹp bao lần khốn đốn. Xuất thân trong gia đình nghèo khó, lại thêm người mẹ ham mê cờ bạc, Thái Thiếu Phân đã sớm bị đẩy vào cảnh bán mình để trả nợ. Đi qua những tháng ngày tủi nhục vì xì căng đan, người đẹp hiện tại tìm được hạnh phúc riêng, với kết quả là hai nàng công chúa nhỏ. 20. Diệp Uẩn Nghi. Diệp Uẩn Nghi tham gia đóng phim khi nàng chỉ mới 13 tuổi. Với đôi mắt to tròn cùng nụ cười trong veo, mỹ nhân Hồng Kông này ghi dấu ấn trong tim khán giả qua các bộ phim như Câu Chuyện Hiếu Thảo, Bao Thanh Thiên. Bên cạnh đó, nàng cũng từng được ví như mối tình đầu của chàng nghệ sĩ Lâm Chí Dĩnh.
thế nhưng cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này chỉ bên nhau trong khoảng thời gian ngắn, để lại bao nỗi tiếc nuối. Nữ diễn viên hiện giờ đã rút khỏi ngành giải trí, tập trung nuôi dạy các con ăn học.